Chào mừng tất cả các anh chị, chúng ta đã quay trở lại với buổi thứ hai trong việc học tiếng Anh đột phá. Và chúc mừng tất cả các anh chị, chúng ta đã hoàn thành cái bài tập trong video số 1 trong ngày đầu tiên của mình. Và bài tập đầu tiên thì nó rất là đơn giản, chúng ta cần phải cài đặt cái phần mềm Elsa Speak và chúng ta khám phá nó xem nó có những cái điều gì, và đặc biệt là chúng ta hãy khám phá cái phần từ điển của đó. Chúng ta tra bất kỳ một cái từ nào vào trong cái phần từ điển thì nó sẽ đọc cho chúng ta, và sau đấy thì chúng ta sẽ đọc lại và nó sẽ chấm điểm chúng ta là được bao nhiêu điểm. Thì đấy là cái phần bài tập đầu tiên của mình. Và các anh chị chúng ta nhớ là khi mà chúng ta làm xong thì chúng ta hãy chụp xuống, và nếu như các anh chị nào có điện thoại, iPad thì anh chị đều có thể cài cái phần mềm đó, và nó hoàn toàn là miễn phí. Và cái link download ở trên thì đang đã để ở trong cái phần comment rồi, thì các anh chị hoàn toàn có thể click vào đó và anh chị sẽ download nó về và anh chị cài một cách rất là đơn giản. Và nếu như chúng ta chưa hoàn thành cái bài tập này, chúng ta phải nhanh chóng chúng ta hoàn thiện nó, để bởi vì trong những cái phần buổi học tiếp theo chúng ta sử dụng rất là nhiều những cái phần mềm để nó hỗ trợ mình, để giúp chúng ta đi nhanh hơn. Và buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi tiếp tục với những cái nội dung, những cái lộ trình và những cái cách học cụ thể là học như thế nào để giúp chúng ta có thể giao tiếp với tiếng Anh một cách đơn giản và dễ dàng. Và các anh chị hình dung là chúng ta đang là thuộc top 1% trên thế giới của những người biết được cái phương pháp này. Tôi nhắc lại, chúng ta học thuộc là top 1% trên thế giới, và hoàn toàn khi các anh chị vượt qua trong vòng 1 tháng thôi, anh chị chỉ cần luyện trong vòng 1 tháng với 12 cái video với 1 tiếng mà anh chị dành ra để anh chị luyện tập nó, thì chắc chắn là các anh chị bất kỳ một từ nào anh chị nói được mọi từ trong tiếng Anh, bất kỳ một từ nào anh chị đọc là anh chị đọc được mọi từ trong tiếng Anh, bất chấp là cái từ nào anh chị chưa gặp bao giờ anh chị vẫn có thể làm được cái điều đấy. Và chúng ta thuộc top 1% đấy, các anh chị vượt qua được 12 cái video khó khăn nhất trong lần đầu tiên này. Và đây cũng là những cái thử thách cho tất cả các anh chị. Ok, rất là tuyệt vời. Và tôi muốn chia sẻ cho tất cả các anh chị là gì? Cái quan trọng nhất là chúng ta cần phải thiết lập đầu tiên để mà chúng ta học, đó là một cái năng lượng đỉnh cao. Chúng ta cần phải có một cái năng lượng đỉnh cao nhất để chúng ta có thể học. Nếu như các anh chị còn đang ngồi thì chúng ta đấy là điều rất là tuyệt vời. Cái trạng thái mà chúng ta ngồi học với một cái trạng thái năng lượng cao, đúng nhỉ, thì đấy là một cái cách để giúp cho chúng ta tiếp thu được bài tuyệt vời nhất cùng trong một cái thời gian đấy thôi. Nhưng tại sao có những người họ không thể nào họ học được nhiều, và có những người họ học được rất nhiều? Bởi cái trạng thái cơ thể nó tác động đến cái cảm xúc của chúng ta, và cái cảm xúc của chúng ta sẽ diễn ra khiến cho chúng ta có thể hưng phấn hơn khi chúng ta học, hoặc là nó có thể khiến chúng ta cảm thấy buồn ngủ khi mà chúng ta học. Vì thế khi tôi khuyến nghị các anh chị đang xem cái buổi số 2 này, cái video số 2 này, thì các anh chị chúng ta hãy tìm cho mình một cái chỗ ngồi thoải mái nhất. Chúng ta hãy ngồi với cái trạng thái tuyệt vời nhất, và chúng ta hãy xem cái video này với một cái năng lượng cao nhất. Đó, rất tuyệt vời các anh chị. Và tiếp theo thì tôi sẽ chia sẻ cho anh chị những cái liên quan đến những cái lộ trình trong tiếng Anh. Và cái lộ trình này thì khiến cho chúng ta thiết lập chúng ta một cái thói quen, và khi các anh chị làm được cái thói quen này thì anh chị sẽ dễ dàng anh chị thành công trong bất kỳ một cái công việc gì khác. Thì tôi đã nói rồi, tất cả những cái khó khăn nó không bao giờ nó mất đi cả. Chỉ trừ khi con người chúng ta lớn lên, chỉ trừ khi con người chúng ta trở nên giá trị hơn, chỉ trừ khi chúng ta phát triển bản thân của chúng ta mạnh mẽ hơn, thì lúc đấy chúng ta mới có thể thay đổi được. Thì cái quan trọng nhất là vấn đề là chúng ta phải thiết lập cái thói quen. Nếu một là chúng ta điều khiển cái thói quen, tạo lập cho mình những cái thói quen tốt, hai là chúng ta bị những cái thói quen xấu nó chi phối và nó điều khiển mình. Và khi các anh chị làm theo những cái video này thì chắc chắn là anh chị đang thiết lập những cái thói quen tuyệt vời. Hãy thiết lập cho mình những cái giờ học tuyệt vời, hãy thiết lập cho mình một cái chỗ ngồi tuyệt vời, và có đúng cái thời gian đấy thì anh chị chúng ta ngồi vào chỗ và chúng ta học những cái video tuyệt vời như thế này. Và khi các anh chị vượt qua được những cái chuỗi video của tôi thì anh chị đã vô tình anh chị đã tạo cho mình một cái thói quen để chúng ta cam kết với bản thân của mình, để làm cam kết và chúng ta làm hoàn thiện cái bài tập để chúng ta chinh phục được cái mục tiêu của chúng ta. Thì một cái câu nói tôi đã chia sẻ cho tất cả các anh chị trong cái phần video đầu tiên, đó là chúng ta cần phải hoàn thành hơn là hoàn hảo. Đúng nhỉ, chúng ta hoàn thành hơn hoàn hảo. Đừng bao giờ chúng ta chờ đến nguồn lực này, đừng bao giờ chúng ta phải chờ đến cái người kia, đừng bao giờ chúng ta cần phải làm cái, cần phải có cái điều này thì chúng ta mới làm. Thì đây chính là một trong những cái tư duy thất bại. Bởi vì khi chúng ta chỉ có làm thì cái sự thành công nó mới đến, và khi chúng ta làm thì cái sự hoàn thiện nó bắt đầu nó mới diễn ra và nó tạo dần đến cái điều tuyệt vời hơn. Và chúng ta không chờ đợi bất kỳ một cái điều gì, chúng ta cần phải hành động trước, và sau đó chúng ta sẽ thu hút những cái nguồn lực đến với chúng ta. Ok, rất là tuyệt vời các anh chị. Và để chúng ta trở thành top 1% những người nói tiếng Anh chuẩn giống như một người Mỹ, tôi nhắc lại, top 1% những người học tiếng Anh nói chuẩn như một người Mỹ. Và khi các anh chị và chúng ta kết thúc cái chương trình học follow theo những cái video này thì các anh chị có khả năng nói trên 90%. Có rất nhiều học viên của tôi đã có thể nói trên 95, 96, 97, 98, thậm chí có những từ họ đạt được 99% một cách rất là đơn giản. Và tôi tin rằng nếu các anh chị thực tập nghiêm túc những cái video, những cái buổi chia sẻ, những cái bài học của tôi thì anh chị cũng sẽ làm giống hệt được như họ, và thậm chí có thể tốt hơn như thế nữa.
Và cái lộ trình chúng ta khi mà chúng ta học thì chúng ta đã biết là gì ạ? Chúng ta sẽ gồm có 7 cái bước khi mà chúng ta học tiếng Anh. Các anh chị có thể nhìn trong cái phần video này, 7 cái bước của chúng ta. Đầu tiên chúng ta có đó là gì ạ? Phonology. Phonology tức là các cái âm vị học. Bước số 2 khi chúng ta nắm được các cái âm rồi thì chúng ta biết các cái luật để chúng ta, nó gọi là morphology, các hình thái kết hợp để chúng ta kết hợp các cái âm đấy vào. Và khi kết hợp các cái âm đấy vào với nhau, kết hợp với cả những cái luật chúng ta được học thì chúng ta tạo thành các cái chữ, tạo thành các cái chữ. Và khi mà chúng ta gì ạ? Có các cái chữ rồi, chúng ta biết cái cách đọc của từng chữ một thì chúng ta sẽ biết cái cách để làm nào chúng ta đọc được các cái câu lên. Sau đó chúng ta sẽ học thêm về ngữ pháp, sau đó chúng ta học về ngữ nghĩa, và cái phần cuối cùng là cái phần ẩn ý, là cái phần khó nhất. Thế thì để chúng ta sẽ đi lần lượt từng cái bước một như vậy, các anh chị hình dung ra chưa? Và đây chính là 44 âm. Đây là một cái bảng, các anh chị có thể nhìn thấy một cái bảng gồm có 44 âm trong ASD. Và đây chính là cái mà tôi rất là phấn khích khi mà tôi học theo cái ASD này. Ok. Và cái âm đầu tiên như các anh chị nhìn thấy đó là cái âm long A. Cái âm long A trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào chi tiết cái âm long A nó như thế nào và cách để chúng ta đọc nó như thế nào. Và các anh chị hình dung là gì ạ? Chúng ta hãy đi làm những cái điều nhỏ một cách hoàn hảo nhất, làm những cái việc nhỏ một cách hoàn hảo nhất. Rất là nhiều người khi mà học với tôi, tôi được đào tạo bởi trực tiếp bởi nhà ngôn ngữ học người Mỹ, và rất là hàng ngàn người họ cùng học như vậy. Nhưng một trong những cái khiến cho họ thất bại đó là gì ạ? Họ khinh thường những cái nhỏ và họ không làm những cái việc nhỏ, và khiến cho cái việc đó họ không thể nào duy trì được cái sự cam kết, duy trì được cái niềm cảm hứng cầm khi họ học. Và chính vì thế họ thất bại. Các anh chị hình dung không ạ? Những cái việc âm rất là nhỏ thôi nhưng tôi liên tục tôi hoàn thiện. Có những cái, một trong những cái mà phá hủy chúng ta nhanh nhất đó là cái câu tôi biết rồi. Tôi biết rồi là một trong những cái phá hủy cực kỳ nghiêm trọng đối với chúng ta. Và nếu chúng ta loại bỏ được cái việc tôi biết rồi ra thì hoàn toàn các anh chị dễ dàng để chinh phục một cái mục tiêu. Các anh chị hình dung nếu như một cái con tàu mà đang ở trên biển, nó rất là tuyệt vời, nó rất là to, nhưng nếu điều gì diễn ra, nếu như nó có một cái lỗ thủng ở dưới của con tàu thì tất cả những con tàu đó nó sẽ bị chìm và nó sẽ bị đắm xuống, mặc dù nó rất là hùng vĩ, mặc dù nó rất là to. Giống như chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta bị bỏ lỡ những cái kiến thức rất là đơn giản, những là nhỏ, rất là nhỏ thôi, nhưng chúng ta không tập trung và chúng ta không học nó thì chắc chắn là gì, sau này chúng ta sẽ quay trở lại và chúng ta thấy rằng tại sao ngày xưa mình lại không để ý đến đó. Và chúng ta sẽ giống như cái con thuyền kia, mặc dù chúng ta vô cùng tuyệt vời, chúng ta đi một quãng đường rất là dài, nhưng nếu như có một cái lỗ rò rỉ thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ bị gặp rất nhiều những cái khó khăn trong cái việc mà cái hành trình chúng ta đạt đến đích của chúng ta. Thế nên khi mà tôi muốn chia sẻ với anh chị thì từng những cái âm một nó vô cùng tuyệt vời. Và khi các anh chị khám phá ra, khi anh chị học hết trong 12 buổi này thì mọi từ, bất kỳ một từ nào, tôi muốn nói là bất kỳ một từ nào, thậm chí những từ anh chị chưa bao giờ anh chị gặp, anh chị cũng hoàn toàn dễ dàng để có thể đọc được nó lên, có thể đọc được nó lên một cách rất là chính xác, rất là đơn giản. Ok, cảm ơn tất cả các anh chị. Và bây giờ tôi sẽ không để cho các anh chị phải chờ đợi lâu nữa. Chúng ta sẽ đi vào cái âm đầu tiên trong cái phần âm của 44 âm của ASD của chúng ta. Thì cái âm đầu tiên chúng ta được học ngày hôm nay đó là âm long A sound. Âm long A sound như chúng ta sẽ nhìn được ở trên bảng, đó là chúng ta ký hiệu là chữ A và dấu gạch ngang ở trên đầu. Và chúng ta đọc là A và I trong tiếng Việt. Chúng ta đọc là A và I trong tiếng Việt. Các anh chị hiểu được chưa? Cứ nhìn thấy cái ký hiệu chữ A này, hay là giống cái chữ A trong tiếng Việt, thì mình đọc là A và I. Đó, chúng ta hình dung chưa? Ok, cảm ơn tất cả anh chị, rất tuyệt vời. Và chúng ta sẽ thấy những cái từ đơn giản như sau. Anh chị sẽ ghép vào đây, anh chị đọc là the, a, anh chị đọc là day, day, day. Rất là chính xác, anh chị có thể đọc theo tôi, rất tuyệt vời. Có thể đọc to theo tôi, rất tuyệt vời. Ok, và chỗ này chúng ta đọc là h, a, hay, hay. Rất là tốt, anh chị cứ đọc đi. Tiếp theo này, m, may, may. Very good. Tiếp theo này, date, date, date. Rất là hay. Ok. Rồi tiếp theo này, hate, hate. Good. Hate. Yes. Và rất là nhiều các anh chị chúng ta thấy rằng họ ở ngoài kia họ đọc sai những cái từ rất đơn giản như thế này. Họ đọc là date và họ học là hate và nó bị nhầm sang một âm, đó là âm e trong tiếng Việt. Đó. Thì rất là nhiều người họ nghĩ rằng tôi biết rồi và những cái từ rất đơn giản thôi và họ sai, và khiến cho rất là nhiều những cái từ sau họ vẫn bị sai rất là nhiều như vậy, và khiến cho gì ạ? Họ gặp vấn đề khó khăn khi mà họ giao tiếp. Và khi các anh chị đọc cái âm này thì anh chị đơn giản, anh chị đọc là long A cho tôi, anh chị đọc là A và I, sau đó anh chị thêm âm T vào, anh chị đọc là date và hate. Good. Và chỗ này chúng ta đọc là G, A và M, chúng ta đọc là game, game. Very good, rất là tuyệt vời các anh chị. Đó thì cái từ này khi mà các anh chị đọc thì anh chị có thể dùng Elsa Speak. Khi mà chúng ta đọc những cái từ này, chúng ta có thể dùng Elsa Speak để chúng ta gì ạ? Xem nó chấm điểm, chúng ta đọc chính xác đến bao nhiêu phần trăm. Chúng ta tra một cái từ này, chúng ta đánh cái phần này vào trong cái mục từ điển của phần Elsa.
anh chị đánh cái này vào trong phần từ điển của phần ELSA, sau đó nó sẽ đọc lên và anh chị sẽ đọc theo. Nhưng cái cách mà gì chúng ta đọc là đọc theo cái khái niệm của chúng ta, đọc là A và E. Chúng ta học theo cách của ASD, mặc dù nó có ký hiệu của IPA nhưng chúng ta hãy bỏ qua nó và chúng ta đọc là long A của mình, đọc là A và E. Và đây chính là cái cách mà Google đã thay đổi top 1%, chúng ta trở thành top 1%, chúng ta phải khác biệt với những người khác thì chúng ta mới có dễ dàng để thành công được. Ok, và thì anh chị sẽ đọc là ghép vào với những cái phần phụ âm khác. Được chưa? Và cái phần thử thách của cho tất cả các anh chị khi mà các anh chị làm cái bài tập này là các anh chị chúng ta cần phải viết cái phần phiên âm. Và viết phần phiên âm thì các anh chị có thể sử dụng hai cái từ điển mà tôi sẽ viết ở trên này. Hai cái từ điển mang tên đó là Google Translate và chúng ta sử dụng Google thefreedictionary.com. Thì đây là hai cái từ điển giúp cho anh chị có thể tra bất kỳ một cái từ nào sử dụng cái phiên âm của ASD. Tôi khuyến cáo các anh chị nên sử dụng thefreedictionary.com trước, bởi vì Google thì là một cái người ta đang hoàn thiện và có một vài những cái âm, một vài những cái ký hiệu mà ở Việt Nam thì nó đang bị lỗi một chút, nó có thể nó có hoặc có thể nó không có. Thì các anh chị có thể sử dụng bây giờ Free Dictionary, anh chị có thể cài vào, hoặc là anh chị sử dụng trực tuyến thì nó là mới nhất cho tất cả các anh chị. Ok, và khi các anh chị đọc cái phần này xong thì chúng ta check trong phần ELSA, và sau đó thì các anh chị chúng ta viết cái phần phiên âm của câm long A trong cái bài tập long A. Các anh chị dở cái phần âm long A ra, rất tuyệt vời. Và sau đó anh chị hãy chọn cho mình ít nhất là chúng ta chọn cho chúng ta là hai dòng. Tôi khuyến cáo các anh chị có thể sử dụng đó là dòng số nhất, dòng số 1 và dòng số 3. Sau đó các anh chị đọc, anh chị viết phiên âm, sau đó anh chị đọc vào trong phần ELSA Speak xem là chúng ta đạt được bao nhiêu phần trăm. Nếu như trên 50% thì chúng ta đã rất thành công rồi. Và nếu như dưới 50% thì chúng ta cần phải luyện lại theo đúng cái ký hiệu của nó. Được chưa? Và sau đó thì những cái phần còn lại thì anh chị chúng ta sẽ hoàn thiện phần sau và chúng ta sẽ đọc. Nếu như anh chị muốn check lại trong phần ELSA thì anh chị có thể check lại, còn nếu như không thì anh chị hãy chọn cho mình hai cái dòng tuyệt vời nhất, sau đó các anh chị đọc và anh chị check xem mình được đúng như thế nào rồi, và sau đó những dòng kia anh chị sẽ hoàn thiện phần phiên âm và anh chị sẽ đọc sau. Được chưa? Ok, rất là tuyệt vời, và chúng ta đã đi xong cái phần đầu tiên, đó là âm long A sao. Bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp một cái phần âm tiếp theo. Và âm tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong phần video tiếp. Và cảm ơn tất cả anh chị đang xem video này, và chúng ta tiếp tục để chuẩn bị xem một video tiếp theo. Xin chào. Chào mừng tất cả các anh chị, chúng ta tiếp tục với cái âm số 2 trong bảng phiên âm ASD của chúng ta. Và cái phần số 1 thì các anh chị đã được xem xong rồi. Tôi nói cái âm số 1 nó hơi kỹ một chút để cho các anh chị có thể nắm được một cách đơn giản và dễ dàng, và chúng ta biết cái cách để chúng ta có thể học đọc được, tự mình có thể đọc được và tự mình có thể biết được là mình được bao nhiêu điểm, check được bao nhiêu phần trăm thì chúng ta sẽ đạt yêu cầu. Nếu như lần đầu các anh chị đạt 50%, không sao cả, rất là tuyệt vời rồi. Nhưng mà dưới 50% thì chúng ta cần phải đọc lại. Trên 50% là các anh chị đang rất là tốt. Và nếu như các anh chị còn cao hơn nữa thì đấy là xin chúc mừng tất cả các anh chị, rất là chính xác, các anh chị đọc rất là chính xác cái âm đó. Và cái âm số 2 trong video này thì tôi muốn chia sẻ cho các anh chị, đó là âm long E sao. Âm long E thì các anh chị sẽ đọc là E và E, ký hiệu là giống chữ E và giống gạch ngang ở trên đầu, giống như ở trên bảng các anh chị được nhìn thấy. Chúng ta đọc là E và E đi xuống gồm có hai âm, được chưa nhỉ? Rồi chúng ta sẽ có một cái âm tiếp theo là cái từ đầu tiên, thì anh chị thấy này, he, chúng ta đọc là he, rất tốt, he, very good. Âm tiếp theo, heat, heat, ok, heat, that's good. Tiếp theo, feet, feet, các anh chị đọc chữ feet, sau đó cầm thi các anh chị điền vào đây, feet, feet, chúng ta đọc nhanh một chút nha, feet, rất tốt. Tiếp theo, từ này các anh chị cũng đọc âm long y và chúng ta âm thi các anh chị liền vào đây và đọc nhanh một chút, keep, 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 rất tốt. Rồi, và từ chữ tiếp theo thì chúng ta đọc là âm long y và chúng ta đọc là âm r, y và âm d, chúng ta thêm này, read, 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 rất tuyệt vời, cảm ơn các anh chị. Và chữ cuối cùng ở đây chúng ta có hai cái chữ này giống nhau và đều là phiên âm giống như nhau, chúng ta đọc là giống nhau và chúng ta đọc là chi, 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 rất tốt. Ok, cảm ơn tất cả các anh chị, và anh chị có thể đọc lại theo tôi và sau đó thì anh chị có thể check lại trong phần ELSA Speak. Nếu như chúng ta được trên 50% thì chúng ta đã thành công, còn nếu chúng ta đọc dưới 50% thì chúng ta đọc lại. Và các anh chị đừng lo, nếu như chúng ta mới bắt đầu học đọc mà chúng ta đang đọc với cái số lượng phần trăm nó đang thấp, không sao cả, bởi vì chúng ta đang luyện tập, chúng ta đang nói để cho nó chuẩn hơn, và càng ngày khi mà các anh chị càng đọc nhiều hơn thì cái khả năng mà chúng ta nói nó càng chính xác hơn rất là nhiều. Giống như một đứa trẻ mới bắt đầu nói thì nó bị rất là khó nghe, nó bị chậm, nó bị lớn một chút, nhưng mà dần dần thì bắt đầu khi mà lớn dần thì nó được học và nói diện, nó nói rất là hay. Và chúng ta cũng vậy, mới bắt đầu chúng ta học ngôn ngữ có thể các anh chị thấy khó đọc một chút, chúng ta có thể cảm thấy mình chưa được nhiều phần trăm, nhưng đừng có lo cái điều đấy, chúng ta tiếp tục đi và chúng ta tiếp tục đi xuyên qua cái vạch đích của mình, xuyên qua những cái khó khăn để chúng ta đạt được cái thành công của chúng ta.
Ok, và tiếp theo thì tôi muốn chia sẻ tiếp một cái âm số 2 tiếp theo để các anh chị có thể đọc được. Âm số 2. Và trước khi qua âm số 3. Và trước khi mà chúng ta sang cái âm số 3 thì các anh chị có thể xem và chúng ta sẽ chọn cho mình hai cái dòng của âm long y để chúng ta viết phiên âm, và sau đó chúng ta sẽ đọc trong phần ESA Speak khi mà kết thúc cái phần video, chuỗi video sắp tới. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ sang một cái âm số 3 của chúng ta lên đây. Đó là một âm mang tên là long i sound. Long i sound ký hiệu là chữ y và dấu gạch ngang ở trên đầu, và chúng ta đọc là i và y trong tiếng Việt. Đọc là i và y ở trong tiếng Việt. Và chúng ta sẽ đánh vần như sau, chúng ta đọc là shy, shy, ok. Âm đó, âm sờ nặng thì chúng ta chua môi ra. Cái chữ tiếp theo thì chúng ta thấy là âm long i và đi âm n. Chúng ta để ý âm n này đằng sau, chúng ta đọc là fine, fine, rất tuyệt vời. Thế tiếp theo chúng ta có đó là âm long i, chúng ta đọc là bay, bay, ok, that's good. Và chữ cuối cùng chúng ta đọc là long i và chúng ta âm m, âm n vào cuối chúng ta đọc là time, time. Âm long i và âm m chúng ta ngậm môi vào, time. That's good, ok. Rất là tuyệt vời các anh chị. Và chúng ta luyện cái âm này và chúng ta diễn check lại trong phần ESA Speak. Check lại trong phần ESA Speak xem là chúng ta đã được bao nhiêu phần trăm rồi. Sau đấy thì diễn chúng ta sẽ chọn cho mình ra hai cái dòng ở âm long i, có thể là dòng số 2 hoặc là số 4. Sau đó các anh chị viết phần phiên âm, sau đó các anh chị sẽ đọc lại cái phần đó, được chưa nhỉ? Rồi, ok, rồi cảm ơn tất cả các anh chị, và chúng ta sẽ sang đến một cái âm tiếp theo nữa, đó là gì ạ? Thôi chúng ta sẽ dừng lại ở trong video này, thì chúng ta sẽ học là ba âm thôi. Chúng ta sẽ học cùng với nhau là ba âm là long a, long y và long i của chúng ta. Long a, long y và long i là ba cái âm mà chúng ta sẽ hoàn thiện trong cái buổi học số 2 này. Và anh chị nhớ là gì ạ? Chúng ta hãy nhớ được chính xác cái ký hiệu phiên âm, rồi cái cách đọc của nó như thế nào. Sau đó thì các anh chị hãy chọn cho mình cái phần hai cái dòng trong cái mỗi phần âm long để chúng ta viết phiên âm, và sau đó chúng ta đọc check lại với phần ESA Speak. Nếu như chúng ta đạt trên 50% là chúng ta đã thành công. Ok, rất là tuyệt vời. Và cái bài tập của chúng ta trong ngày hôm nay là như sau. Các anh chị, một là bài tập của chúng ta là viết phiên âm của ba âm của chúng ta được học, long a, long y và long i. Hãy viết phiên âm của ba âm đó, tất cả các cái dòng, tất cả các dòng, mà tôi có để một cái khoảng trống ở bên dưới để các anh chị viết phiên âm xuống. Và tiếp theo nữa thì cái bài tập số 2 là anh chị hãy đọc tất cả ba âm mà chúng ta được học, đọc ba âm đó, và sau đó là gì ạ? Chúng ta chọn ra ít nhất là hai dòng của mỗi một âm, chúng ta check lại với ELSA. Còn nếu chúng ta check được lại toàn bộ thì điều đấy vô cùng tuyệt vời. Check lại toàn bộ các cái âm thì chúng ta vô cùng tuyệt vời, nhưng không nhất thiết chúng ta phải làm hết. Và anh chị có thể chọn cho mình hai cái dòng, sau đó chúng ta tự check cho chúng ta mỗi một âm, chọn ra hai dòng cùng check với ELSA trong phần từ điển của ELSA. Ok, rất là tuyệt vời. Và một bài tập cuối cùng, bài tập số 3 nữa, đó là chúng ta sẽ sử dụng sơ đồ mind map. Chúng ta sử dụng cái sơ đồ mind map để các anh chị hoàn thiện cái ba âm của chúng ta. Các anh chị hình dung cái sơ đồ mind map đó rất là đơn giản. Nó gồm có một cái ý chính và sau đó thì gồm có những cái ý phụ. Thì ý chính của chúng ta trong này đó là bộ âm của AHD, 44 âm AHD. Nó là, có thể các anh chị viết nó ở bên giữa của là cái ý chính. Sau đó là gồm có các cái nhánh, là chúng ta sẽ có âm long, âm short. Chẳng hạn tôi sẽ demo cho các anh chị là gì ạ? Chúng ta có một cái sơ đồ mind map như sau. Đây là một cái bàn tay của chúng ta, và cái phần ý chính của chúng ta chính là cái phần ở giữa đây. Chúng ta để là AHD, và sau đó thì các anh chị thấy là âm đầu tiên, ví dụ đây là một cái nhánh đầu tiên là âm long, thì chúng ta có là gì ạ? Long A, long E, long I, long O, long U và long U. Và chúng ta đừng sợ bất kỳ cái việc gì, nếu chúng ta chưa biết thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị ở phần phía trên để anh chị hiểu cái sơ đồ mind map là như thế nào. Chúng ta sẽ tổng hợp ba cái âm chúng ta được học vào trong cái sơ đồ mind map đó. Và cảm ơn tất cả các anh chị đang xem video buổi số 2 này, và hẹn gặp lại tất cả chúng ta trong phần video số 3 của ngày thứ 3. Cảm ơn tất cả các anh chị và hẹn gặp lại.